Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Giữa lúc rối ren, Nga tung đòn giáng bất ngờ, châu Âu ngơ ngác như con ếch trong nồi nước sôi. Tổng thống Putin có sẵn kẹo ngọt và đòn roi, Taliban trở mặt, đừng trách vũ khí Nga vô tình. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Giữa lúc rối ren, Nga tung đòn giáng bất ngờ, châu Âu ngơ ngác như con ếch trong nồi nước sôi. Châu Âu sẽ giống như một con ếch trong nồi nước sôi, không hề biết rằng mình đang gặp rắc rối cho tới khi quá muộn. Nhà phân tích Christine Bezina nhận định, trong bối cảnh cả thế giới đang hướng về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan thì tại châu Âu, một làn sóng lo ngại đang dấy lên sau khi ICIS, một dịch vụ tình báo hàng hóa độc lập gần đây ghi nhận, Nga đã giảm công suất bơm khí đốt tự nhiên sang châu Âu trong những tuần gần đây. Điều này dẫn tới nhiều câu hỏi về nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau sự sụt giảm và tác động của nó đối với thị trường khí đốt toàn cầu. Động thái trên diễn ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel tìm cách xoa dịu những lo ngại lâu nay về chương trình đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sắp hoàn thành, đồng thời tuyên bố các biện pháp trừng phạt nặng hơn nữa có thể được áp đặt nếu Moscow sử dụng khí đốt làm vũ khí. Dự án gây tranh cãi này được biết đến chuyển trực tiếp khí đốt của Nga đến Đức qua biển Baltic. Những người chỉ trích dự án Nord Stream 2 cho rằng đường ống này không tương thích với các mục tiêu khí hậu của châu Âu, làm tăng sự phụ thuộc của khu vực này vào nguồn xuất khẩu năng lượng từ Nga và rất có thể sẽ củng cố ảnh hưởng kinh tế chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với châu Âu. Chuyện gì đang diễn ra theo ICIS? Tuyến tại điểm cực tây của đường ống Yamal, một đường ống có tầm quan trọng chiến lược dài 2.000 km chạy qua 4 quốc gia Nga, Belarus, Ba Lan và Đức, đã giảm khối khí đốt xuống 20 triệu mét khối mỗi ngày vào giữa tháng 8. Con số này giảm từ 49 mét khối trên ngày vào cuối tháng 7 và giảm mạnh so với mức thông thường là 81 mét khối trên ngày. Chưa hết, khối lượng khí đốt tự nhiên từ Nga cung cấp sang châu Âu dự kiến sẽ còn giảm mạnh hơn nữa vào tháng 9. Nhà phân tích khí đốt châu Âu hàng đầu tại ICIS cho rằng, để Nga có thể chuyển khí đốt qua các quốc gia trong cộng đồng năng lượng chẳng hạn như Ukraine, thì Moscow trước tiên phải mua quyền tiếp cận đường ống giống như một con đường thu phí. Tuyến Nord Stream 1 là một lựa chọn, mặc dù tuyến này đã thuộc sở hữu của Gazprom, ông trùm khí đốt do nhà nước Nga quản lý và đang hoạt động hết công suất. Đường ống Yamal là tuyến đường chính thứ hai cho đến cuối tháng 7, nó đã bơm gần hết công suất như dự kiến. Thứ ba, họ có tuyến đường Ukraine nhưng rõ ràng là nó đi kèm với rất nhiều ràng buộc chính trị. Đó là cách duy nhất để vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu với khối lượng lớn. Theo ông, Gazprom thường sử dụng hết công suất đường ống EU đã đặt trước của mình, nhưng sự sụt giảm khối lượng khí đốt bất ngờ vào cuối tháng 7 dọc theo đường ống Yamal đã ngay lập tức cho thấy điều gì không ổn. Dòng khí đốt tới châu Âu lại sụt giảm thêm lần nữa sau vụ hỏa hoạn tại một nhà máy ngưng tụ khí đốt ở thành phố Novi của Siberia. Nga sử dụng khí đốt như vũ khí, dù Nga đã tuyên bố sẽ không bao giờ sử dụng năng lượng như là một công cụ để gây sức ép chính trị lên các nước, nhưng vẫn còn những đồn đoán xung quanh vấn đề này. Giới chức Mỹ dưới hai thời chính quyền gần đây đều lên tiếng phản đối dự án Nord Stream 2 vì lo sợ tuyến đường ống này sẽ gia tăng ảnh hưởng kinh tế chính trị của Nga trên toàn châu Âu, khiến nhiều nước tại châu lục phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga, tạo điều kiện để Moscow gây sức ép với đồng minh của Mỹ. Gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine coi dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu là một vũ khí địa chính trị nguy hiểm. Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra nhận định trên ngày 22 tháng 8 trong một cuộc họp báo chung ở Kiev với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Đường ống dẫn trị giá 12 tỷ USD dưới biển Baltic dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng khí tự nhiên vận chuyển từ Nga sang Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Đáng nói đường ống này sẽ không đi qua Ukraine, vì thế khiến Kiev mất đi doanh thu từ nguồn phí trung chuyển khí đốt. Tổng thống Zelensky nhận định Ukraine sẽ phải hứng chịu những rủi ro lớn sau khi đường ống này hoàn thành, đồng thời cho rằng dự án trên cũng tạo ra mối nguy hiểm cho toàn bộ châu Âu. Đường ống này sẽ chỉ làm lợi cho Liên bang Nga, ông Zelensky đánh giá. Về phần mình, Thủ tướng Đức Merkel cho biết, Berlin hiểu những lo ngại to lớn mà Tổng thống Zelensky bày tỏ và sẽ xem xét việc này một cách vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức tin rằng khí đốt sẽ không được sử dụng như một vũ khí địa chính trị, bởi thỏa thuận gần đây giữa Đức và Mỹ ghi rõ các biện pháp trừng phạt sẽ được thực hiện nếu điều đó xảy ra. Nguyên nhân vật lý, các nhà quan sát bên ngoài đang theo dõi chặt chẽ các cuộc đấu giá công suất qua tuyến Ukraine được tổ chức hàng tháng. Những cuộc đấu giá này được xem như tín hiệu quan trọng về khối lượng khí đốt được bơm sắp tới vì chúng diễn ra từ 2 đến 3 tuần trước tháng mà khí đốt bắt đầu được bơm vào. Một chuỗi các lần vắng mặt của Gazprom trong những phiên đấu giá công suất khiến một số nhà phân tích đang đặt ra hai khả năng. Thứ nhất, thay vì không sẵn lòng cung cấp, Gazprom thực chất không có khả năng cung cấp khối lượng lớn khí đốt. Thứ hai, mặc dù khả năng thấp hơn tin rằng Nord Stream 2 sẽ sớm đi vào hoạt động hoàn toàn, nên tập đoàn này nhận thấy không cần tham gia các cuộc đấu giá công suất bổ sung nữa.
Tuy nhiên, bà cho rằng việc xoay trục gần đây của công ty sang chiến lược đề cao giá trị hơn khối lượng cũng đã gây áp lực lên EU để buộc khối này cho phép Nord Stream 2 khởi động suôn sẻ. Lượng cung cấp khí đốt của Nga đến châu Âu sẽ phục hồi dần trong những tuần tới và dự kiến hoạt động của Nord Stream sẽ bắt đầu vào tháng 10. Các hành động và tuyên bố gần đây dường như xác nhận một sự khởi đầu tương đối sắp diễn ra. Tổng thống Putin có sẵn kẹo ngọt và đòn roi, Taliban trở mặt, đừng trách vũ khí Nga vô tình. Sự hỗn loạn đang diễn ra ở sân sau và Nga chắc chắn sẽ phản ứng. Câu hỏi đặt ra là Moscow sẽ chọn bình ổn, hợp tác hay xung đột ở Afghanistan? Tính toán thật sâu, trong vài tuần qua, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Afghanistan, đất nước đã nhanh chóng rơi vào hỗn loạn sau sự rút lui bất cần của Mỹ. Khi quốc gia Trung Á này đối mặt với một diễn viễn cảnh đáng sợ, nhiều người đặt ra câu hỏi điều này sẽ ảnh hưởng đến Nga như thế nào. Theo New Eastern Europe, Nga có một lịch sử rất phức tạp với Afghanistan, nhưng với việc phương Tây thất bại ở quốc gia này, Nga đang có vị thế tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Về mặt địa chính trị, Nga có thể thu được nhiều lợi ích từ việc phương Tây rút lui và thất bại ở Afghanistan, trong khi phần lớn thế giới không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi Mỹ rút khỏi đất nước. Điện Kremlin đã chủ động chuẩn bị cho kịch bản này. Vào tháng 7 năm nay, các quan chức Taliban gặp đại diện Nga để hướng đến những đảm bảo an ninh cho Moscow. Trong khi chiến lược Afghanistan của Moscow vẫn chưa rõ ràng, Nga đã gây ấn tượng rằng họ sẽ đi theo một con đường rất khác so với các đối tác phương Tây. Ở thời điểm hiện tại, có 3 chiến lược hợp lý mà Điện Kremlin có thể cam kết trong thời gian tới. Đầu tiên, Nga sẽ cam kết duy trì sự ổn định thay vì có động thái quân sự. Trong điều kiện hiện tại, Nga không tìm kiếm một cuộc xung đột quốc tế nào khác do đang bận rộn với các vấn đề chính trị và kinh tế trong nước, cũng như ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Trong khi các động thái can thiệp quân sự trước đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin được trong nước ủng hộ, thì một cuộc chiến khác ở Afghanistan được cho là sẽ khiến nhiều người e ngại. Tương tự, một cuộc đối đầu với phương Tây sẽ còn khó xảy ra hơn vì Moscow không có nhiều lợi ích trong việc bước vào cuộc chiến phiêu lưu này. Do đó, nhiều khả năng Nga sẽ miễn cưỡng hỗ trợ Taliban trong các nỗ lực trong nước miễn là nhóm này giữ lời hứa đảm bảo sự ổn định trong khu vực và ngăn chặn IS phát động các cuộc tấn công vào sân sau của Nga. Khi nào Moscow vẫn tiếp tục coi Taliban là một tổ chức khủng bố, Nga không hài lòng với việc thấy ảnh hưởng của nhóm này ngày càng lớn trong khu vực, Nga có thể sẽ tìm cách xoa dịu và khoan dung miễn là Taliban không gây ra bất kỳ vấn đề nào cho Nga hoặc các lợi ích của Nga. Một kịch bản thứ hai ít khả năng xảy ra hơn, đó là sự hợp tác cởi mở giữa chính phủ Nga và Taliban. Trong thập kỷ qua, Điện Kremlin đã không né tránh việc tăng cường ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới. Georgia năm 2008, Ukraine năm 2014 và Syria năm 2015 đều là những trường hợp điển hình. Tận dụng khoảng trống ở Afghanistan do Mỹ rút quân có thể mang lại cho nước này một thành trì khác ở Trung Đông. Hơn nữa, nó cũng sẽ cung cấp cho Điện Kremlin một cơ hội khác để khiến phương Tây nao núng. Nhiệm vụ của Nga là cung cấp cho các đối tác nước ngoài một giải pháp thay thế cho cái gọi là nền dân chủ tự do thất bại của Mỹ. Là việc cởi mở với chính quyền Afghanistan giúp tài trợ và xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng chính phủ mới và thậm chí nâng cấp quân đội. Đều là những phương pháp đã được thử nghiệm thành công để tăng ảnh hưởng của Nga. Mặc dù một chiến lược như vậy có thể sẽ gây tổn hại đến quan hệ của Nga với phương Tây, nhưng điều này không ngăn được Moscow thực hiện nhiều lần trong quá khứ. Hợp tác chặt chẽ với và hỗ trợ chính phủ Afghanistan mới có thể là một kịch bản khó xảy ra. Tuy nhiên, lộ trình này chắc chắn đang được thảo luận trong Điện Kremlin khi các nhà chức trách Nga cân nhắc việc tìm kiếm một hướng đi mới với Taliban. Nga chọn chiến lược nào? Kịch bản cuối cùng và khó xảy ra nhất là xung đột toàn diện với Afghanistan và Taliban. Điều này chỉ có thể xảy ra trong trường hợp quốc gia này bước vào một cuộc nội chiến lớn hoặc xung đột tràn ra ngoài biên giới. Mối quan tâm lớn nhất của Nga trong khu vực là sự ổn định. Nước này sẽ không dung thứ cho một cuộc chiến tranh khó đoán ở biên giới phía nam gần biên giới của Tajikistan và Uzbekistan, hoặc ở các nước SNG vốn được coi là sân sau. Moscow có thể tận dụng và củng cố vị thế bá chủ trong khu vực thông qua một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Taliban. Một đòn trừng phạt vũ bão sẽ khiến Taliban bị đẩy lùi và chính phủ mới ở Kabul sẽ chịu ảnh hưởng và giúp duy trì sự ổn định cũng như phục vụ nhiều lợi ích của Nga. Tuy nhiên, nhiều thập kỷ kinh nghiệm đã chỉ ra rằng lựa chọn này hiếm khi là một chiến lược hiệu quả. Về tổng thể, Nga sẽ phải cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng thì mới phát động một cuộc tấn công vào Taliban như vậy. Những ký ức về cuộc chiến ở Afghanistan cũng sẽ khiến nhiều người Nga không mặn mà ủng hộ. Do đó, kịch bản nói trên sẽ chỉ là bất đắc dĩ trong trường hợp hai kịch bản đầu thất bại. Ở Afghanistan, Moscow đang tìm kiếm sự ổn định và một đối tác mới, do đó kiềm chế hoặc hợp tác là những chiến lược khả dĩ nhất trong thời điểm hiện tại, với sự rút lui của quân đội Mỹ và sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan do phương Tây hậu thuẫn. Triển vọng của Afghanistan về tương lai trông rất ảm đạm. Nga là thế lực lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong khu vực. Sự hỗn loạn đang diễn ra ở sân sau và Nga chắc chắn sẽ phản ứng. Câu hỏi đặt ra là Moscow sẽ chọn bình ổn, hợp tác hay xung đột?